Bác sĩ cảnh báo cấm bảo quản 5 loại thực phẩm này trong tủ lạnh nếu không muốn rước bệnh ung thư vào người. Do cuộc sống bộn bề, đặc biệt những gia đình ở thành phố thì lại thường có thói quen đó là cuối tuần đi chợ mua thật là nhiều đồ, cất vào trong tủ lạnh để ăn dần. Nhưng nếu như mà bạn không hiểu rõ được đặc tính của những cái loại thực phẩm ấy á, mà tống hết vào trong tủ lạnh thì đây lại là một điều cực kỳ nguy hiểm đối với sức khỏe. Không phải loại thực phẩm nào chúng ta cũng bảo quản trong tủ lạnh được. Đặc biệt là 5 loại thực phẩm này nếu như bỏ vào tủ lạnh á, thì sẽ khiến chúng sản sinh ra chất độc, hủy gan, hại thận, rước ung thư vào người. Thử nghe xem rằng là các bạn có đang bỏ chúng vào trong tủ lạnh không nhé. Và mức độ nguy hiểm ra sao thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu nha. Loại thực phẩm đầu tiên được nhắc đến đó chính là quả chuối. Chuối là loại quả có giá trị dinh dưỡng rất là cao, giá rẻ, nhiều người thích ăn. Chắc là bạn cũng bất ngờ vì sao chuối lại là thực phẩm đứng đầu danh sách là loại quả không được bảo quản trong tủ lạnh đúng không nào? Bởi vì chuối có chứa nhiều cái chất đó là phenolic và polyphenol. Khi mà gặp nhiệt độ thấp thì các chất này sẽ chuyển hóa thành melanin, sẽ làm cho vỏ chuối có màu đen, biến đổi chất, đông cứng và làm hư thối nhanh hơn. Điều này không những làm ảnh hưởng đến hương vị mà còn làm cho dinh dưỡng của quả chuối biến đổi theo một cái chiều hướng tiêu cực. Từ đó sẽ tác động nghiêm trọng đến hệ thần kinh. Loại melanin này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của phổi, sẽ khiến cho chúng ta khó thở, thậm chí là suy hô hấp nặng. Và còn một lưu ý, các bạn không nên ăn chuối vào lúc đói nhé, sẽ nguy hiểm bởi vì chuối chứa nhiều magie. Ăn vào lúc đói sẽ khiến cái lượng magie tăng đột ngột trong máu, gây mất cân bằng hệ tim mạch. Và trong chuối có chứa hàm lượng vitamin C cao nữa, nên là ăn vào nó sẽ làm cồn cào và đau dạ dày ngay lập tức nếu như bạn ăn lúc đói. Loại thực phẩm cấm kỵ thứ hai không được cho vào tủ lạnh đó chính là cà chua. Hầu như là chúng ta đều có một cái thói quen đó là bảo quản cà chua trong tủ lạnh đúng không nào? Nhưng mà nghe xong bài này á, thì mình mong rằng là chúng ta sẽ bỏ đi cái thói quen không tốt này. Bởi vì các bác sĩ có giải thích rằng cà chua là một loại trái cây nhiệt đới, thành phần chủ yếu là vitamin C, nên là chúng cần được bảo quản ở nơi có tính ôn hoặc là tính ấm, khô ráo và thoáng mát. Còn nếu như mà chúng ta cho vào tủ lạnh thì vitamin C sẽ biến thành chất alkaloid. Đây là tác nhân khiến cho chúng ta dễ bị ngộ độc cấp. Ai mà yếu bụng thì có thể gặp các triệu chứng như là nôn mửa này, đau bụng dữ dội, tiêu chảy liên tục. Trường hợp nặng thì có thể gây ngừng thở và co giật. Loại thực phẩm số 3 sinh ra rất nhiều độc tố khi mà cho vào tủ lạnh đó chính là hành tây. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thanh Bình, giám đốc trung tâm tư vấn dinh dưỡng bệnh viện Bạch Mai cho biết, ở môi trường có nhiệt độ thấp như là trong tủ lạnh thì tinh bột trong hành tây rất dễ chuyển hóa thành đường phân tử 2 gluco. Nếu như mà chúng ta hấp thụ quá nhiều sẽ khiến cho cơ thể dễ bị béo phì, tiểu đường và nhồi máu cơ tim. Nếu mà chúng ta cung cấp quá nhiều đường từ thực vật thì cơ thể rất dễ bị các gốc tự do tấn công, gây suy giảm sức đề kháng. Để bảo quản đúng, các bạn nên bảo quản hành tây đúng cách. Hãy để chúng ở không gian thoáng đãng, chúng có thể quang hợp để tạo thành tinh dầu. Bảo quản cách này thì hành tây có thể tươi ngon đến 30 ngày mà không cần bảo quản trong tủ lạnh. Loại thực phẩm số 4 rất dễ khiến cả nhà nhập viện nếu như mà chúng ta bỏ chúng vào trong tủ lạnh, đó chính là khoai tây. Đây là loại củ rất nhiều dinh dưỡng nên là được nhiều chị em nội trợ chế biến. Tuy nhiên, cái nguồn dinh dưỡng của chúng còn phụ thuộc vào cách mà chúng ta bảo quản nữa. Nếu như bỏ chúng vào trong tủ lạnh thì chúng có thể xem là một loại thực phẩm độc hại. Lý do bởi vì thành phần của khoai tây chủ yếu là tinh bột. Ở nhiệt độ thấp trong tủ lạnh thì chúng sẽ chuyển hóa thành một cái hợp chất có tên là agrumanoid. Đây chính là một cái hợp chất hóa học được sử dụng để làm nhựa thuốc lá và xử lý nước thải. Nếu như mà cơ thể chúng ta hấp thu quá nhiều chất này trong một khoảng thời gian dài thì sẽ có nguy cơ bị nhiễm trùng máu, ung thư phổi và ung thư gan. Thật ra thì cái cách bảo quản khoai tây khá là dễ. Chỉ cần các bạn để khoai tây ở trong rổ hoặc là dưới nền đất, đừng để những cái nơi ẩm mốc thiếu khí là được. Bởi khi mọc mầm thì khoai tây sẽ có chứa những cái chất độc như là salanin và caquin. Khi mà ăn phải sẽ khiến chúng ta dễ bị đau đầu, co giật, cứng lưỡi và thậm chí là hôn mê sâu tử vong. Loại thực phẩm cuối cùng mà rất nhiều gia đình để vào tủ lạnh hại cả nhà mắc bệnh đó chính là mật ong. Nhiều người sẽ thắc mắc rằng là tại sao mật ong lành tính, thế sao bỏ vào trong tủ lạnh lại trở nên nguy hiểm? Các nhà khoa học đã nghiên cứu ra rằng ở nhiệt độ tủ lạnh thì mật ong sẽ diễn ra quá trình kết tinh mật ở mức cao, tạo thành những cái hạt nhỏ li ti mịn đều nhau, còn gọi là tình trạng lắng đường. Loại đường này có tên gọi là sucatose, có độ ngọt và mức độ độc hại đứng đầu trong tất cả các loại đường. Nếu mà cơ thể chúng ta hấp thu trong một khoảng thời gian dài thì đây chính là nguyên nhân khiến cho chúng ta dễ bị đái tháo đường, suy gan và ung thư máu. Mật ong tốt nhưng mà phải bảo quản đúng cách, không nên để trong tủ lạnh. Theo các chuyên gia thì thời điểm vàng để uống mật ong đó chính là vào buổi sáng khi mà ngủ dậy. Một cốc mật ong pha với nước ấm sẽ giúp cho ta làm ấm dạ dày, đào thải độc tố, rất là có lợi cho sức khỏe.
Tủ lạnh là một vật dụng tiện lợi không thể thiếu trong mỗi gian bếp. Tuy nhiên thì không phải cái gì bạn cũng nhét vào tủ lạnh, bởi vì sẽ có những cái thứ không có phù hợp. Cảm ơn bạn đã xem video này của mình. Còn nếu như bạn cảm thấy những cái điều này bổ ích và nhiều người cần nghe thì bạn hãy cùng mình chia sẻ nhé.